Chào mọi người nha. Thì hiện tại mình đang ở trong chợ Hồ Thị Kỷ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là một món bánh lọc, bánh ít nạm, bánh nậm gì đó của đặc sản là của người Huế luôn. Chị này là người gốc Huế, làm rất là nổi tiếng ở chợ Hồ Thị Kỷ. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây là trước mặt mình đây, cái chị chủ tên là chị Thế nè. Đây đang làm cái bánh mình đang làm đó là bánh gì hả chị? Bánh lọc trần. Đó là bánh lọc trần đó mọi người. Có lấy nước không? Có nước không? Đó là một phần của bánh lọc trần hả chị? Có nem, nem Huế hả chị? Nem chả Huế. Cái thao bên tay phải của mình đó là bánh ít ram. Còn ở phía trước là bánh bèo không chị? Bánh bèo. Cái này là bánh ít. Còn đây là bánh bột lọc nhỏ. Còn đây là bánh nậm. Đó. Bánh nậm đây. Đó. Còn đây là bánh nậm này, bánh nậm được làm từ bột gạo ha. Còn bánh bột lọc thì được làm từ trước mặt của mình là bánh nậm nè mọi người. Đó. Rồi đó quẹt nó đem. Đầu tiên là làm bánh bèo nhân đậu xanh nè, bánh ít nè. Rưới mỡ hành lên trên. Rồi bỏ bánh nậm vô. Bánh lọc nữa nè. Em còn một lọc không hả em à? Thêm nem chả Huế, hành phi, bèo lọc, rồi thêm mỡ hành nữa. Thank you.
À, trước mặt mình đây là có cái chị phụ này, là chị phải làm trước để cho khách người ta tới đông quá một chút, là tới đông tại vì mình đi hơi sớm đó, ta làm thôi. Ở đây mình bán bao lâu rồi chị Thế? Em bán 15 năm rồi anh. 15 năm, bán ngay chỗ này luôn hả chị? Dạ. Chị là người Huế luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Một phần đó là chị Thế bán là 30 ngàn nha mọi người. Rất là nhiều. Dạ chị anh Bàn. À, mình thấy là chị Thế đây làm rất là sạch sẽ, vệ sinh. À, nhìn các món ăn thì rất là hấp dẫn. Bèo lọc á. Bèo lọc cái bên ếch kẹp bên ram không? Đây mình có chi nhánh không chị Thế? Dạ không chị. Bột ở đây rồi mình đem đi xay rồi ở nhà mình làm hết hả chị? Dạ, bột, bột bánh á. Dạ, mà bột mình làm ra bột khô. À. Lấy hai thứ. Dạ, đây chứ bánh này. Dạ có nha. Mà làm quen rồi nó quen tay rồi. Rồi bà chủ chắc cũng ăn ớt cay lắm hả? Dạ. Hôm nay ở nhà là mình hấp là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu thời gian là mới chín như vậy mới lột ra nè chị? Bánh nằm á hả? À. Nước sôi cũng 15 phút. 15 phút hả chị? Có lắm ạ. Chị nói là chị Thế nói là cái bánh nậm này là hấp là khoảng 15 phút là ra như vậy nè mọi người. À, có cái chị phụ lột ra đó. Gói cũng cần mà tháo ra cũng cần nè. Bột là ở nhà đem đi xay rồi ở nhà làm hết luôn, tất cả nhà làm hết luôn. Dạ đúng rồi, dạ tất cả luôn. Còn chả rồi cũng vậy luôn hả chị? Dạ. Công thức này là từ Huế hết luôn, không đúng không? À. Nhà là chị ở nhà. Dạ đúng rồi, ở nhà hai đứa con với chồng. Con chị lớn rồi, con lớn rồi. Em thấy mấy cái bánh ở trên cái mâm này là bán hết rồi thôi hay là còn đem lên nữa chị? Cái bánh bèo bên tay phải em nè. Có chuối bèo với chả hả? Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Thì theo lúc 2 giờ tới 4 giờ là hết. À, 5 giờ, 6 giờ. Nói chung là 6 giờ đổ đồ lại. Là 2 giờ là mình bắt đầu bán rồi đó nha. Cái chị Thế ở đây bán là từ 2 giờ chiều nha mọi người. 2 giờ chiều cho tới là khoảng 4-5 giờ chiều là hết đó. Bán nguyên tuần luôn. Khách mình thấy là khách đến rất là đông, bây giờ là mới khoảng 2 giờ mấy thôi mà rất là đông rồi. Hầu hết là họ đem về, tại vì ở đây là chỉ có 1-2 cái ghế thôi. Ở đây thì chị Thế bán chỉ có một cái bàn thôi. Đó. Rất là nhiều người nhưng mà không có đủ chỗ ngồi, phải ấy như kiểu nó như đúng là đúng chất của quán buổi hè luôn. Đầy đủ. Thank you.
kiệm. Không đem nha mấy chị. Mấy cái món này là gia truyền hay là có hay là tự mình gia truyền là... này. À. Cay không? Bèo lòng. Mấy nem không hả? Mấy nhậu phải ăn chi gì hết trơn. Ai chi là à, ở đây mình thấy chị Thế có nhận đặt nem chả Huế nữa mọi người, nó có số điện thoại đó. Mình xin nhắc lại cái địa chỉ ở đây là nếu các bạn mà không biết á, thì cứ vô hẻm 382 Lê Hồng Phong, cuối hẻm 382 thì sẽ gặp cái chỗ bán bánh bèo của chị Thế đây. Đó. Thì của chị chỗ chị Thế là cuối hẻm luôn, ngay ngã ba đó. Đây mình sẽ quay cái cuối, mình đang ở cuối hẻm nè, mình sẽ quay đầu hẻm cho mọi người xem nha. Đó. Còn mọi người mà đi vô chợ Hồ Thị Kỷ á, thì hỏi chỗ bán bánh bèo Huế của chị Thế thì mọi người sẽ chỉ cho, nhưng mà đường thì hơi phức tạp một chút, thì cái bạn mấy bạn cứ vô hẻm 382 Lê Hồng Phong đi thì sẽ gặp.